Jean, hôm nay con ở nhà con có bắt nạt mấy bạn nhỏ ở nhà không con? À không à, thế hôm nay ở nhà có ngoan không? Thế thì hôm nay mẹ phải thưởng cho con rồi, có đúng không? Được rồi, thế hôm nay mẹ giao con mấy việc con làm chưa? À làm rồi à, thế con làm nào, con làm cho mẹ xem coi. Ăn cơm. Rồi, ăn cơm xong rồi nè. Ê, đi vệ sinh. Ê. Giỏi. Xong rồi con lên võng con ngủ hả? Nằm vậy ngủ á. Được rồi, lại để mẹ thưởng nào ha. Hôm nay là ngoan nhất đúng không? Ê, con thích ăn này đúng không? Rồi. Ê, cái này là con thích nhất mà đúng không? Giỏi, hôm nay là giỏi nhất.